Đúng rằm tháng chạp, bốn con giáp được thần tài hậu ái ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, làm đâu chúng đó, may túi ba gang mang đi đựng tiền, giàu nứt đố đổ vách, phát tài sau một đêm. Vâng, mến thưa quý mệnh chủ thân mến, trong suốt những ngày tháng qua, chắc hẳn chúng ta đã biết bao lần phải thốt lên hai từ giá như: cứ ngỡ cuộc đời này dài lắm, nhưng chỉ một lần ngoảnh mặt mà đã hết nửa đời lúc nào không hay. Thời gian chính là thước đo cuộc sống. Ngẫm lại, mới ngày nào mới chân ướt chân ráo bước vào đời, hành trang chỉ hai bàn tay trắng, ta vẫn biết đời vốn không công bằng, nhưng vẫn thấy ứ nghẹn không sao nuốt trôi được đạo lý ấy. Nhưng đời là bất định, làm người không ai biết trước được tương lai, chẳng ai ngờ rằng có ngày mình được đổi đời, ban cho cơ hội xoay chuyển vận mệnh trong chớp mắt. Biết được ngày cát lành thì ai cũng có thể trở nên giàu có. Và theo các bậc thầy số một phương Đông có luận giải rằng, đúng rằm tháng chạp tới đây, trong số 12 con giáp, có 4 tuổi này có số đại phú, đại quý, lại được các tinh giải thần cao chiếu, cả vận trình hanh thông bùng nổ, mở ra cơ hội bất ngờ, chỉ cần chấp được thời cơ này, là tài vận lên hương, ăn nên làm ra, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Vậy thì đó là 4 tuổi nào và làm sao để có thể mở ra được thời vận may mắn cho mình? Thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị anh chị theo dõi hết lá số tử vi ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Hợi. Thưa quý vị, theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh đã có tính độc đoán, rất thích hợp với công việc quản lý. Họ làm việc một cách quyết đoán, mạnh mẽ và đặc biệt tốt. Đúng ngày rằm tháng chạp, con giáp tuổi Hợi có cơ hội mua nhà, tậu xe, thu nhập tăng cao. Thời gian này người tuổi Hợi không phải lo chuyện tiền bạc, nếu gặp khó khăn trong công việc cũng sẽ có cơ hội để biến nguy thành an. Họ luôn nỗ lực để vượt khó một cách rất nghiêm túc, cống hiến hết mình, yêu công việc thực sự. Chính thái độ làm việc này mà con giáp tuổi Hợi được lãnh đạo ghi nhận nâng đỡ, sự nghiệp thăng tiến rất nhanh. Tình yêu và tài lộc của họ cũng trên đà may mắn. Khi nhắc đến những người tuổi Hợi, nhiều người thường nghĩ họ có cuộc sống an nhàn. Nhưng thực tế không phải tất cả những người tuổi Hợi đều có số hưởng như vậy. Có một điểm khá giống ở những người tuổi Hợi: Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995 và Đinh Hợi 2007 là lành tính, chất phác, không thích cuộc sống màu mè, là hậu duệ của con cháu thần nông người Việt Nam, nguồn gốc từ cộng đồng người đất Việt sản xuất lúa nước trong môi trường thiên nhiên sông nước, rừng già nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, thì học thuyết âm dương ngũ hành như là nó có nội sinh chính bản thân cuộc sống của mình. Thoạt đầu khái niệm âm dương sinh ra từ những cặp đôi cha mẹ, đất trời, nước lửa, mưa nắng, dần dần mở rộng khái niệm thành hai mặt đối lập thống nhất của mọi hiện tượng và sự vật trong vũ trụ. Ngũ hành là năm loại vật chất cơ bản nhất, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, dần dần mở rộng và khái quát thành năm loại vận động, hành thủy, hành hỏa, hành mộc, hành kim, hành thổ. Nó biến hóa và tác động lẫn nhau theo quy luật sinh khắc chế hóa mà tạo thành mọi sự vật, mọi hiện tượng của thế giới. Từ quan niệm âm dương ngũ hành, can chi, người xưa nghiên cứu tỉ mỉ, quan sát rộng rãi hành vi của con người và những con vật gần gũi, chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn, về đặc tính cá tính và quan hệ với tự nhiên đã cho rằng 12 con vật mà mỗi con có thuộc tính riêng lại là thuộc tính của mỗi năm. Khi con người sinh vào năm con nào thì mang thuộc tính của con vật đó được biểu hiện trên 5 phương diện: sự nghiệp, phẩm hạnh, năng lực, tính tư tưởng. Dưới đây là những nét đặc trưng của những người tuổi Hợi theo quan niệm của cổ nhân xưa. Tuổi Hợi chí hướng nghiệp, thường trung thành với sự lựa chọn của mình, lạc quan nhưng có lúc tỏ ra không kiên định, phẩm hạnh, thẳng thắn, thành thật chân thành, dễ thông cảm, được nhiều người tín nhiệm, đôi lúc tự tha thứ mình, năng lực bẩm sinh, thích quan hệ rộng, có lòng kiên nhẫn, có năng lực quản lý kinh tế, tinh lực dồi dào, sự phân tích về những lời không đúng, nói dối, bị hạn chế, tính tình vô tư vui vẻ lãng mạn, thường dành thuận lợi cho người, đôi lúc tỏ ra mệt mỏi uể oải, phương pháp tư tưởng thường dùng trực quan để thuyết phục, thiếu tính linh hoạt. Cổ nhân biểu thị năm tháng ngày giờ theo hệ can chi âm dương ngũ hành, trong đó can là nhân tố ảnh hưởng tính cách, còn 12 con vật đại diện cho chi trở thành loại hình ảnh hưởng đến tính cách, do đó can kết hợp với chi tạo thành kết cấu tính cách mới. Tuổi Ất Hợi chính trực, dễ thông cảm, lạc quan, thoáng, gặp phiền phức không để bụng dễ cho qua, đối với việc làm cho tập thể thì một lòng một dạ, nhưng cũng có lúc biểu hiện nản chí bỏ cuộc. Trong cuộc sống gặp một số mệt mỏi, nhiệt tình đối với người đến mức hồn nhiên, thiếu sự phán đoán nên có thể bị lừa. Có năng lực quản lý kinh tế, tích lũy tiền của, nhưng không hợp với nghề buôn bán, vì thiếu tính nhạy cảm linh hoạt khi cần thiết. Tuổi Đinh Hợi sinh lực dồi dào, có việc bắt tay vào làm ngay dù khó mấy cũng vượt qua, không vòng vo, thẳng thắn,
có lúc gặp phiền phức nhưng có quý nhân phù trợ. Sống rộng rãi lạc quan không tính thiệt hơn, gặp người bất hạnh thì ra sức cứu giúp có nhiều bạn tốt, cần học hỏi thêm cách xử thế mềm dẻo để tránh phiền phức. Tuổi Kỷ Hợi nhân cách tốt, trước công việc thường suy nghĩ lặp đi lặp lại để lựa chọn, sống nhiệt thành lạc quan, thích kết giao rộng rãi, thích lãng mạn nhưng không muốn theo đuổi lâu, nên trong lòng tích tụ những điều chưa thỏa mãn, có cách nhìn quan sát trực quan, tương đối tốt nhưng không phải lúc nào cũng tìm được kiếm giải hay, trí tưởng tượng hạn chế nên có lúc tỏ ra bảo thủ. Tuổi Tân Hợi nhẹ nhàng hồn nhiên, có ý thức độc lập, đôi lúc coi ý kiến của mình là đúng và hứng thú bảo vệ, rất muốn mình thể hiện trước mọi người, tính khẳng khái giúp đỡ người khác, có tính kiên cường thực hiện mục tiêu nhưng đôi khi nôn nóng nên thất bại, thường không suy nghĩ thật kỹ nên một số việc không thành công, thích tự lực cánh sinh nhưng thiếu linh hoạt đôi lúc cứng nhắc. Tuổi Quý Hợi ôn hòa khiêm tốn, không thích vòng vo tam quốc, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu nhưng tài năng thiếu một số mặt nào đấy, do lấy cần cù bù kém cỏi nên việc thành công cũng tương đối, có lòng đồng cảm mạnh, nhiệt tình với mọi người, ít kinh nghiệm nên đôi khi tỏ ra bị động, cần rút kinh nghiệm và tích lũy để thành người tinh anh. Trên đây là đặc tính tuổi Hợi mà cổ nhân đã chiêm nghiệm lâu dài cho đến nay vẫn còn hấp dẫn và có giá trị. Một số học giả phương Tây tôn sùng lý luận khá độc đáo và trí tuệ này của phương Đông, đối với chúng ta xem đây như là một tổng kết có giá trị tham khảo. Bởi những lời nói của cổ nhân không phải hẳn là định mệnh bất biến, mà chính con người là chủ thể của văn hóa quyết định. Phái tướng học cổ đại có câu, hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Nghĩa là có tâm mà không có tướng, thì tướng sẽ phát triển theo tâm, nhưng có tướng mà không có tâm thì tướng sẽ diệt theo tâm. Năm hết Tết đến, ngoài niềm vui đón xuân về thì còn nỗi lo tiền bạc chi tiêu. Song với những con giáp tuổi Hợi, con giáp phát tài phát lộc chẳng ai bằng, đúng rằm tháng chạp này thì chỉ có niềm vui chứ chẳng còn lo lắng gì nữa. Cuối năm cận kề ai cũng có nhiều việc phải chi tiêu, tới rằm tháng chạp là thời gian đi như chạy, tiền cũng tiêu nhanh như mất cắp. Nhưng tuổi Hợi thì lại không quá căng thẳng vì điều này, đơn giản là vì tuổi Hợi là một trong những con giáp đúng rằm tháng chạp phát tài, tiền trong túi chỉ có sinh sôi nảy nở chứ chẳng mất đi là bao. Dù bản mệnh cũng phải mua sắm, chi tiêu cho ngày Tết, nhưng so với thu nhập của bạn những ngày này thì chẳng đáng là bao, dễ dàng cân đối được tài chính, tiền trong tài khoản gia tăng nhanh chóng. Tài lộc của con giáp này trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chấp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào. Ngay bây giờ là tử vi chi tiết từng tuổi Hợi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng rằm tháng chạp. Thứ 1, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử vi rằm tháng chạp của 12 con giáp cho thấy tuổi Tân Hợi được thực thần nâng đỡ nên tài lộc khá dồi dào, người đầu tư kinh doanh lại càng có lộc trong hôm nay. Cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được thì tiền bạc chẳng bao giờ lo túng thiếu. Tuy nhiên, do tiền bạc dư dôi nên bản mệnh khó kiểm soát được, dù bạn vốn là người khá tiết kiệm, hãy chú ý quản lý tài chính hợp lý, tích lũy và mua sắm vừa phải. Sẽ còn rất nhiều kế hoạch trong tương lai cần dùng tới tiền bạc, bạn nên có khoản dự phòng cho những bước tiến lớn hơn của bản thân. Công việc của con giáp này cũng khá thuận lợi, không phải bận tâm quá nhiều, chuyện học hành thi cử cũng rất tốt, bên cạnh đó các mối quan hệ xã hội hài hòa. Bạn có thể tranh thủ gặp gỡ bạn bè, người thân để tăng thêm sự gắn kết, đặc biệt là các mối quan hệ làm ăn thì càng cần phải dành thời gian thường xuyên tương tác để duy trì. Giờ tốt, 9 đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Con số may mắn, 42, 81, 69. Thứ hai, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tử vi đúng rằm tháng chạp của 12 con giáp cho thấy tuổi Quý Hợi đón vận trình rực sáng và thăng hoa trong ngày tam hợp cục tương trợ. Bạn đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp, con giáp này biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Các nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ được cấp trên giao cho đều được bạn gắng sức hoàn thiện ở mức trách nhiệm cao nhất. Không chỉ công việc, ngày nay tài lộc của Quý Hợi cũng như được trải thêm hoa hồng, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở. Những người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ các khoản làm thêm, người buôn bán kinh doanh làm ăn phát đạt, nhìn chung thu nhập tăng lên đáng kể, nên bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Ngày nay Quý Hợi còn có ngũ hành tương sinh ủng hộ, nên chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu đáng mừng, vợ chồng gắn bó khăng khít, cả hai luôn khéo léo vun vén cho hạnh phúc của gia đình mình. Người độc thân có thể nhân ngày cát khí vượng để dũng cảm ngỏ lời yêu với đối tượng trong lòng. Giờ tốt, 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Con số may mắn, 98, 70, 32.
Thứ ba, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Với sự xuất hiện của cục diện tam hợp, người tuổi Ất Hợi được quý nhân nâng đỡ vận trình công việc. Dù bản thân bạn cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách, nhưng có thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân, bạn tiến nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn công sức hơn. Ất Hợi còn có tài tinh thực thần chiếu mệnh, nên phương diện tài lộc khá dồi dào, chủ yếu nguồn thu đến từ nghề tay trái, đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Tài khí hưng vượng, con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng, lại nhạy bén với thời cuộc nên càng dễ bề kiếm tiền. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại chưa thực sự có khởi sắc, người độc thân sốt ruột vì mãi chẳng thấy duyên lành ghé tới, tuy tình yêu khó có thể cưỡng cầu, nhưng thái độ sống của con giáp này quyết định khá nhiều đến đường tình duyên của bạn, hãy suy nghĩ thoáng hơn cho mình, cũng là cho người cơ hội. Giờ tốt, 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Màu sắc cát tường, trắng, vàng, con số may mắn, 57, 03, 65. Con giáp may mắn thứ hai, xin chúc mừng tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đặc biệt tốt bụng, nhanh nhẹn, họ đối xử với bạn bè bằng cả tấm lòng chân thành, đúng ngày rằm tháng chạp, vận may tới dồn dập, thần tài soi đường. Con giáp tuổi Tý đón nhận mưa tài lộc, họ gặp hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập dồi dào, dù là nam hay nữ thì người tuổi Tý đều có cơ hội kiếm được một khoản lớn, tài lộc dư giả, danh vọng mỹ mãn. Dự tính thời gian tới, con giáp tuổi Tý được thăng quan tiến chức, ngày càng vượng phát, tuất có mối quan hệ mật thiết với sự thành công hữu hình, như sự giàu sang và những giá trị xa xỉ khác trong cuộc sống, đó là sự năng nổ, sức quyến rũ, sự chăm chỉ, tính kỷ luật và bản tính sôi nổi, cuồng nhiệt hơn hẳn những tuổi khác. Người tuổi Tý có rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có và thành công trong cuộc sống, họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dễ thích nghi với hoàn cảnh, điều giúp họ thành những người có khả năng giải quyết vấn đề một cách xuất sắc. Không giống như các cung tuổi khác, người tuổi Tý có ít bạn, nhưng đều là những mối quan hệ tốt và chắc chắn. Nhị hợp trợ mệnh, với sự nghiệp, lý tưởng nhất là quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán có thể phát đạt, về tương lai, tiền đồ thường sáng lạn, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp, và biết dành cơ hội khi thời cơ đến, người tuổi Tý có tinh lực dồi dào, họ là những người có sở trường về vạch kế hoạch, mặt khác họ rất lanh lợi, linh hoạt, nên làm ngoại giao tình báo rất tốt. Song tuổi Tý cần tránh một số nhược điểm dưới đây. Tránh chủ quan, bảo thủ, nóng nảy, đa nghi, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không quyết đoán theo trực giác để đi đến kết luận. Không nên tin trực giác, trước mọi sự việc phải công tâm, thẳng thắn, không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh chính trực. Trong công việc khi gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết không được chùn bước, nên giải hòa trong tranh chấp. Khi mất của phải kiên trì có thời gian mới tìm được. Nhìn chung, tuổi Tý là người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nên tiền đồ sáng sủa. Còn về nghề nghiệp, một mặt họ có thể giỏi trong nghệ thuật văn chương, nhưng mặt khác cũng có khả năng trở thành những thám tử, nhân viên kế toán, kỹ sư và nhà nghiên cứu xuất sắc. Ngoài ra, luật và chính trị cũng là hai lĩnh vực họ có thể tham gia. Người tuổi Tý thường có cuộc sống thơ ấu hạnh phúc, thời thanh niên cũng thong dong không bị ràng buộc, hơn nữa hết thảy đều được như ý. Đến trung vận thường có một số phiền phức gần kề, sẽ gặp không ít thất bại, nhưng về già người tuổi Tý thường hạnh phúc và khá an lạc. Người tuổi Tý tình cảm nội tâm rất dồi dào, đa số vô cùng nhân từ, khoan dung độ lượng với người mình yêu mến. Khi người tuổi Tý yêu họ thường rất chăm chút, chu đáo, nhưng luôn mong người ta báo đáp lại mình nên nảy sinh mâu thuẫn. Cuộc sống gia đình dù đôi khi vẫn xảy ra những cãi vã từ những chuyện không đâu, nhưng khá hạnh phúc. Phụ nữ cầm tinh con chuột đa phần là xinh đẹp, thông minh lại có đức tính cần kiệm, nhanh nhẹn, tháo vát trong việc lựa chọn, biết tiêu tiền và làm ra tiền. Họ thích chia sẻ tiền bạc của cha mẹ, người yêu. Trong hôn nhân họ thường hay chú ý đến hình thức nhiều hơn, thường là những người rất yêu con, chăm sóc cha mẹ, rất chiều người yêu, nên gia đạo thường yên ấm thuận hòa và họ cũng hay đòi hỏi sự bình đẳng tự do trong gia đình. Nữ giới tuổi Tý là bà chủ gia đình tốt nhưng vẫn có thể chăm lo sự nghiệp, về những việc qua lại với bạn bè thân thiết, thường bạn không bận tâm cho lắm. Nam giới tuổi Tý đối xử với người khác thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng, khi yêu thường tỏ ra nho nhã ôn hòa, quan tâm hết mực, tuy thành khẩn, lễ độ chất phác không màu mè, nhưng khi bị trêu chọc sẽ không kìm được mà lộ hết tính xấu, dẫn đến người yêu hoài nghi nhân cách của họ. Tuy nhiên, ngoài tuổi thì vận mệnh còn phụ thuộc vào bát tự, phong thủy, tướng mạo và nhiều yếu tố khác tác động. Chỉ cần mỗi người chúng ta sống theo phương châm đức năng thắng số thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Có thể nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khi tuổi Tý cũng nằm trong danh sách con giáp may mắn phát tài đúng rằm tháng chạp này, nhưng chẳng có gì là lạ.
khi mà vận trình có thể thay đổi theo từng ngày, từng giờ, nhờ có bài học đáng quý từ việc mất tiền mà những chú chuột trở nên tỉnh táo và sáng suốt hơn, để tìm cách xoay chuyển tình thế, và đúng là bản mệnh đã làm được điều đó khi khiến cho thần tài cũng phải nghiêng theo ý mình, giúp cho tài lộc hanh thông thuận lợi đổ về nhà. Thực ra không phải may mắn luôn theo bên mình, nhưng những chú chuột biết cách để hóa giải những sai sót của mình trước đó và phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để sửa chữa sai lầm. Với sự nhiệt tình và lòng quyết tâm cao độ, cuối cùng thì tới rằm tháng chạp con giáp này cũng đạt được thành công với nguồn thu vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, mà đáng ngạc nhiên là bản mệnh dù làm nghề kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm, còn người làm kinh doanh thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng. Ngay sau đây là tử vi chi tiết từng tuổi Tý may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng rằm tháng chạp. Thứ nhất, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tử vi đúng rằm tháng chạp của 12 con giáp cho thấy những người sinh vào năm tuổi Canh Tý được hỗ trợ mạnh mẽ, giúp mọi công việc diễn ra thuận lợi và có hệ thống. Điều này đến từ việc họ hiểu rõ về khả năng cá nhân và biết cách khai thác chúng vào đúng thời điểm. Không chỉ về công việc, phần tài chính của những người tuổi Canh Tý cũng đang trong tình trạng lạc quan. Thu nhập ổn định giúp họ không phải lo lắng quá mức về chi tiêu hàng ngày. Họ luôn tuân thủ kế hoạch đã đề ra, giúp họ dễ dàng quản lý tài chính cá nhân và gia đình. Giờ tốt, 19 đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Tuất. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh lá cây. Con số may mắn 88, 79, 60. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, đúng rằm tháng chạp năm 2023 này, người thuộc tuổi Nhâm Tý sẽ đón nhận sự tôn trọng và lòng tin từ cấp trên, thậm chí có cơ hội được thăng chức và nhận thưởng tăng lương. Điều may mắn đã đến với bạn, chỉ cần duy trì sự cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn hơn. Hơn nữa, sự hỗ trợ và che chở của những người quý nhân sẽ đi cùng người mang tuổi Nhâm Tý trên hành trình kiếm tìm tài lộc, năng lượng tích cực tăng cao và vận mệnh dường như đang đưa đến một ngày đặc biệt thuận lợi với sự thịnh vượng về tài chính. Đối với những người tuổi Nhâm Tý thuộc ngũ hành tương sinh, không chỉ có sự thăng tiến về mặt sự nghiệp mà còn mang lại những trải nghiệm tình cảm tuyệt vời. Mối quan hệ của bạn đang trải qua giai đoạn ngọt ngào và phát triển tích cực. Giờ tốt, 7 đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng, kim. Con số may mắn, 99, 30, 21. Thứ ba, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tử vi học có nói, những người sinh vào năm Giáp Tý thường có những dấu hiệu tích cực về sự phát triển vào đúng rằm tháng chạp này. Công việc của họ thường đem lại kết quả khả quan và do đó cấp trên có thể thưởng cho họ một khoản tiền thù lao xứng đáng. Với những người theo đuổi nghiệp buôn bán, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của họ cũng thường mang lại lợi nhuận vượt xa mong đợi. Nếu họ duy trì được tốc độ phát triển này và biết cách tích lũy tài chính một cách thông minh, họ có thể đạt được khoản tiền lớn đúng rằm tháng chạp này. Tuy nhiên, khi tình cảm không được lưu loát, họ có thể trở nên quá bận rộn với công việc và đam mê kiếm tiền, dẫn đến việc ít thời gian dành cho mối quan hệ và tình yêu. Có thể con người này đang đặt công việc và sự nghiệp lên hàng đầu mà quên mất đến đời sống cá nhân. Giờ tốt, 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Thân, Thìn, Tý. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Con số may mắn, 55, 03, 10. Con giáp may mắn thứ 3, xin chúc mừng tuổi Thân. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có năng lực làm việc mạnh mẽ. Đúng ngày rằm tháng chạp, con giáp tuổi Thân sẽ gặp quý nhân, nhận được sự giúp đỡ để thay đổi vận khí. Ngoài ra, họ cũng được sao may mắn dẫn đường nên mọi sự càng suôn sẻ. Con giáp tuổi Thân hãy nắm chặt lấy cơ hội, khả năng có thể trúng số, tiền tiết kiệm tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc vô cùng ngọt ngào. Thời gian tới, liên tiếp những điều tốt đẹp đến với con giáp này khiến bao người phải ghen tị. Mối quan hệ giữa các cá nhân của người tuổi Thân cũng trở nên rất tốt. Nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Thân trời sinh là người hướng ngoại, thẳng thắn, sôi nổi, hoạt bát và có tính cách độc đáo. Những người thuộc tuổi Thân sinh ra đã có trực giác nhạy bén, trí tuệ sâu sắc và giỏi nắm bắt cảm xúc tâm lý của người khác. Dù họ thường không bộc lộ tài năng ra bên ngoài, nhưng vào một số thời điểm nhất định, họ sẽ bất ngờ thể hiện tài năng và hiểu biết sâu sắc đáng kinh ngạc. Họ thích suy nghĩ độc lập và khám phá những lĩnh vực mới, đồng thời không ngừng mở rộng những lĩnh vực trí tuệ và kiến thức của riêng mình. Bởi vì đầu óc của họ đặc biệt nhạy bén, nên họ thường có khả năng hiểu người khác tốt hơn và hòa hợp rất tốt với người khác, do đó có được nhiều bạn bè và người thân ủng hộ.
Tuổi Thân nhạy bén, ân cần và không hề cứng đầu trong quan điểm của bản thân, khiếu hài hước và trái tim ấm áp của họ trở thành linh hồn của nhiều nhóm. Họ được đánh giá cao bởi khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể xử lý tình huống linh hoạt và phát huy tối đa thế mạnh của mình. Người tuổi Thân rất hiểu tâm lý người khác giới trong tình yêu, nên có thể bày tỏ tình cảm theo tính cách và sở thích của đối phương. Họ yêu thương, quan tâm và thường duy trì mối quan hệ tốt với những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng có phần hay thay đổi và bốc đồng, có thể không kiên định trong tình cảm. Vì vậy, họ cần kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình, đồng thời duy trì lòng trung thành và cam kết với những người thân yêu. Trong công việc, kỹ năng quan sát nhạy bén của họ được đánh giá cao. Vì vậy, họ có thể nắm bắt nhịp độ thời đại và nhiều cơ hội khác nhau. Dù không có tham vọng giàu sang lớn lao, nhưng họ rất giỏi tận dụng các cơ hội để khiến cuộc sống của mình ngày càng giàu có hơn. Người tuổi Thân có đường tài vận may mắn, đặc biệt những người tuổi Thân bước vào giai đoạn may mắn trong ngày rằm tháng chạp năm 2023. Tuy nhiên, họ phải luôn thận trọng, cảnh giác và không được tự mãn, nếu không sẽ đánh mất những cơ hội quý giá. Một khi bỏ lỡ những cơ hội này có thể dẫn đến những tổn thất tài chính không thể bù đắp được. Do đó họ phải luôn cảnh giác, tận dụng các cơ hội để không ngừng nâng cao năng lực quản lý tài chính của mình nhằm nắm bắt tốt hơn các cơ hội phát triển trong tương lai. Xem tử vi cuối năm 2023 âm lịch, tuổi Thân là con giáp dễ dàng tìm được thời cơ để kiếm tiền về tay nhất trong khoảng thời gian này, đúng rằm tháng chạp. Số tiền trong túi của bản mệnh chỉ tăng chứ không giảm đâu, thực ra mọi chuyện không quá thuận lợi, nhưng bản mệnh là người khéo léo linh hoạt, biết ẩn nhẫn chờ thời, không quá vội vàng sốc nổi. Chính vì thế mà càng gần tới ngày 15 tháng 12 âm lịch thì những chú khỉ càng có cơ hội nhận được thành quả lao động của mình trong những ngày trước đó. Ông trời chẳng phụ lòng người, thế nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì tất sẽ có tin báo tiền ào ào đổ về nhà. Ngay sau đây là tử vi chi tiết từng tuổi Thân may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng rằm tháng chạp. Thứ nhất, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, sinh vào năm Mậu Thân có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và chiếm lĩnh vị thế trong năm nay. Điều này đặc biệt tích cực cho sự tiến triển trong sự nghiệp của họ. Rằm tháng chạp này, những người theo đuổi sự thăng tiến có thể mong đợi sự hỗ trợ, làm cho con đường đến với thành công trở nên mở rộng và thuận lợi hơn. Ngoài ra, ngày rằm tháng 12 âm, ngày rằm cuối cùng của năm 2023 này, những người thuộc tuổi Mậu Thân còn đón nhận một lượng tài lộc đáng kể. Nhờ vào khả năng và nỗ lực cá nhân, họ có thể cải thiện tình hình tài chính của mình một cách dễ dàng. Tuy nhiên, năng lượng mộc có thể dự báo một tình trạng sức khỏe không ổn định đối với những người thuộc tuổi Mậu Thân khi cảm thấy mệt mỏi, hiệu suất làm việc có thể giảm sút. Do đó, quan trọng để duy trì tinh thần lạc quan và đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để công việc diễn ra suôn sẻ hơn cho những người thuộc tuổi Mậu Thân. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Dần, Mão, Mùi. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Con số may mắn: 64, 38, 09. Thứ hai, tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi rằm tháng chạp của 12 con giáp cho thấy, những cố gắng và hy sinh của con giáp Canh Thân này được hoàn trả xứng đáng. Khi tất cả các kế hoạch trong khoảng thời gian này đều được thực hiện một cách xuất sắc, điều này đã khiến cấp trên đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của họ. Về mặt tài chính, không cần phải lo lắng vì vận trình tài lộc đang thuận lợi. Nếu bạn duy trì sự chăm chỉ trong công việc, bạn sẽ chắc chắn đón nhận những tin vui xứng đáng. Với tài năng và năng lực, người tuổi Canh Thân có thể thoải mái làm giàu bằng chính bàn tay của mình. Tuy nhiên, việc lên một kế hoạch chi tiêu cụ thể vẫn quan trọng để tránh việc vung tay quá mức. Sự hòa quyện giữa mộc và hỏa mang lại sự thăng hoa trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, là nguồn động viên giúp họ sống tích cực và hăng hái hơn. Giờ tốt 17 đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Con số may mắn: 15, 66, 83. Thứ ba, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Thiên tài giúp các kế hoạch kiếm tiền tăng thêm thu nhập của Nhâm Thân được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi trong ngày rằm tháng chạp này. Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong chuyện làm ăn buôn bán, có thể tận dụng thời cơ để phát tài. Nếu bạn còn khéo léo trong việc thu chi thì không chỉ lo đủ cho cuộc sống hàng ngày mà vẫn có khoản tích lũy để đầu tư hoặc mở rộng quy mô trong tương lai. Công việc chính không có vấn đề nào cần phải lo lắng. Tuổi Nhâm Thân đang tạo dựng những bước tiến vững chắc trong tương lai. Bằng chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong mọi hoàn cảnh, sự điềm tĩnh giúp bản mệnh có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa và hiệu quả. Ngũ hành tương sinh nên tình duyên tươi sáng, vận đào hoa nở rộ,
sẽ giúp tuổi Nhâm Thân độc thân sớm tìm được một nửa cho mình, nhiều cơ hội làm quen, kết giao bạn bè tốt đẹp. Chỉ cần con giáp này chú ý là nhận ra hạnh phúc chẳng ở quá xa mình. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Con số may mắn: 33, 92, 76. Con giáp may mắn cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần dễ gần và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này cũng rất quyết đoán. Họ có thể giải quyết tình huống trong thời gian ngắn một cách thấu đáo nhất. Con giáp này cũng rất vượng vận quý nhân, khi gặp khó khăn họ được người khác giúp đỡ. Đúng ngày rằm tháng chạp, người cầm tinh con hổ có tài vận vượng phát, nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời, gặp thế, họ tìm được nguồn hàng tốt, tiếp cận được nhiều khách hàng, nên hàng hóa về đến đâu hết đến đấy. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, sản phẩm bán được giá, con giáp này làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và kỹ càng nên được đánh giá cao, có nguồn thu dồi dào. Dần, hổ là con giáp đứng ở vị trí thứ 3 trong 12 con giáp, người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để đạt được nhiều thành công rực rỡ. Hơn hết họ biết cách tạo nên sự đột phá, biến thách thức trở thành cơ hội. Người phương Đông xem hổ như là hiện thân của quyền lực, nhiệt huyết và sức mạnh. Tính cách người tuổi Dần thường rất lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực đối mặt với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Những thất bại hay những lời chỉ trích có thể sẽ làm họ chán nản và tổn thương. Tuy nhiên, họ sẽ không bị đánh bại mà sẽ vực dậy tinh thần sẵn sàng bước về phía trước. Người sinh năm Dần thường hay mơ mộng và thích sáng tạo ra nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo. Một khi đã đặt cho mình mục tiêu, họ sẽ nỗ lực hoàn thành mà không biết mệt mỏi. Nếu có kiệt sức hay ốm đau thì họ cũng sẽ phục hồi và vực dậy nhanh chóng. Tuổi Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, hòa hợp với thiên nhiên. Tuổi Dần không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà. Họ thích du lịch tới nhiều nơi xa xôi, trải nghiệm những cảm xúc mạnh và chinh phục nỗi sợ hãi trên đường đi. Người tuổi này cũng thường rất nhiệt tình, nồng hậu, luôn muốn thân thiết với những người xung quanh và kết bạn với nhiều người. Họ cảm thấy không có bạn bè là một điều vô cùng khủng khiếp. Con giáp này là người phù hợp để tâm sự, trải lòng. Họ có khả năng làm chỗ dựa tinh thần cho những người đang cảm thấy chán nản hoặc cô đơn. Người sinh năm Dần có sức hút đặc biệt, riêng chỉ có ở người tuổi này. Họ vừa mãnh liệt, dũng cảm, lại vừa điềm tĩnh, mềm mỏng. Họ rất gợi cảm, lãng mạn và xinh đẹp trong mắt của đa số mọi người. Người tuổi này đánh giá cao sự chung thủy trong tình yêu, nhưng phải độc lập, cho nhau không gian riêng tư và không thích sự gò bó. Nếu câu chuyện tình yêu chuyển từ sự gắn bó thành gò bó, họ sẵn sàng từ bỏ và bắt đầu lại. Một khi đã cam kết gắn bó, tuổi Dần có xu hướng làm người che chở và dẫn dắt bạn đời. Bù lại, họ có thể cho bạn một tình yêu sâu sắc, nồng nàn, lãng mạn, tin tưởng tuyệt đối, thoải mái và lịch thiệp. Nói tuổi Dần đúng rằm tháng chạp 2023 phát tài cũng chẳng hoa đâu, bởi quả thực tử vi khoa học đã cho thấy bản mệnh hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Mặc dù trên chặng đường tìm kiếm tài lộc, bản mệnh có thể phải trải qua nhiều khó khăn do bị tiểu nhân quấy phá, nhưng điều đó chẳng làm cho con giáp này nản chí, càng không thể ngăn được bước chân của bản mệnh. Những chú hổ không quá hấp tấp đòi hỏi phải có thành quả ngay khi cống hiến. Bạn sẵn sàng làm việc hết mình vì mục tiêu chung, tất nhiên là mọi người đều nhìn rõ điều đó và chẳng thể nào gạt bỏ thành quả bạn xứng đáng được hưởng. Càng gần ngày rằm thì tài lộc càng dồi dào sung túc, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền để chi tiêu cho những ngày sắp tới. Ngay sau đây là tử vi chi tiết từng tuổi Dần may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng rằm tháng chạp. Thứ nhất, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tử vi ngày 15 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy ngày có tam hợp cục che chở, người tuổi Nhâm Dần cho thấy sự tự tin và dứt khoát hơn trong công việc. Bạn đưa ra nhiều nhận định chính xác, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Cũng nhờ vậy Nhâm Dần sẽ có những bước tiến mới trong mục tiêu chinh phục thành công của mình. Phương diện tài lộc cũng không có gì để chê trách. Những người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận trình của bạn đang dần tốt lên rất nhiều. Có nhiều bước chuyển biến vượt bậc giúp bản mệnh ăn nên làm ra, không còn phải lo cơm áo gạo tiền, cũng có thêm động lực để tính toán những bước đi lớn hơn. Giờ tốt, 1 đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Mùi. Màu sắc cát tường: tím nhạt, hồng. Con số may mắn: 46, 74, 26. Thứ hai, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tử vi phương Đông cho thấy, rằm tháng chạp năm Quý Mão là ngày đường công danh của người tuổi Giáp Dần có thay đổi theo chiều hướng tích cực nhờ chính quan tác động. Bạn phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, cộng sự,
Những ý tưởng độc đáo giúp tiến trình công việc được đẩy nhanh, đem đến nhiều sự cải thiện cho tập thể. Cát khí trong ngày này cũng báo hiệu bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, gia tăng tài lộc cho mình. Người làm công ăn lương có thể sẽ được thưởng nóng với những gì mình đã cống hiến. Nếu là dân kinh doanh, bạn sẽ có một ngày phát tài, phát lộc, làm ăn suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao nhờ những ý tưởng mới trong đầu tư làm ăn. Thổ sinh kim là dấu hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của người độc thân. Bạn nhận ra người luôn lặng thầm quan tâm và giúp đỡ mình suốt bấy lâu. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể cho người đó cơ hội. Công việc tuổi Giáp Dần dù làm trong lĩnh vực nào, bản mệnh cũng có thể nhận được lời khen ngợi của mọi người về sự thể hiện xuất sắc của mình. Giờ tốt 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Màu sắc cát tường: đen, cà phê. Con số may mắn: 99, 30, 53. Thứ ba, tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tử vi khoa học tiết lộ, tam hợp phù trợ sự nghiệp của người tuổi Bính Dần có dấu hiệu phát triển ổn định. Bạn biết mình muốn gì nên luôn tập trung vào mục tiêu, ngay cả khi mọi người xung quanh làm biếng hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối khách hàng trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác để dần dần khiến việc làm ăn phát triển lớn hơn. Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức, đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn. Giờ tốt 11 đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Màu sắc cát tường: cà phê, xám. Con số may mắn: 72, 81, 39. Thưa quý vị thân mến, nhẫn là đức tính đẹp, thể hiện sự tự chủ của mỗi người trước nhiều khó khăn áp lực của cuộc sống, đặc biệt khi bạn không làm chủ được bản thân khiến cơn nóng giận bộc phát, còn gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, do đó bạn phải hết sức bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định nào đó. Theo như lời Phật dạy, nhẫn thì nhẫn nại đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội, bởi khi bạn hành động nóng vội thường dễ thất bại, bởi những tính toán sai lầm, nếu nhẫn nại sẽ giúp bạn có thể vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Trong công việc, bạn cần phải làm việc cẩn thận và kiên nhẫn, tránh cầu thả cho xong việc. Trong xã hội, khi bạn làm đúng theo ý nghĩa của chữ nhẫn sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, bởi sẽ luôn có những điều vụn vặt xảy ra gây nên khúc mắc lớn làm ảnh hưởng đến công việc, mối quan hệ. Chính vì thế, bạn hãy học chữ nhẫn, đây là nghệ thuật đối nhân xử thế khá hữu ích. Nhẫn nhịn còn có sự rèn luyện, sự sắp xếp và suy tính để nhận biết thời điểm nào nên im lặng hay nên nói. Nhẫn nhịn cũng chính là đức tính cần có để đạt được những thành công to lớn trong sự nghiệp, xã hội. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.